Vâng, và sau đây mời các bác cùng xem một con súp khủng của Watford Pro. Đây là dòng súp của Anh Quốc. Con này về còn cá thùng hộp bát 40 nha các bác. Bác nào chơi gia đình thì có những con đẩy thì liên hệ cho em. Con này đang giao các bác là 11 triệu nha, còn cá thùng hộp luôn nha các bác. Bát 40 chơi gia đình phòng khoảng 30 mét vuông trở lên. Để em này lên và trải nghiệm những tiếng súp, tiếng bát. Nếu các bác đã có những dòng loa như là BBB, Boss rồi thì hỗ trợ lời ngon rồi. Tiếng bass không được xuống sâu và mạnh mỹ thì liên hệ cho em. Đây là con Watford Pro. Siêu lướt nha các bác, 95% trở lên, còn cả thùng hộp nha. Có kìm dây theo cho các bác nha, có kìm một bộ dây để các bác kết nối phía sau. Đấy. Tất cả áo cát là sơn tròn. Đấy. Watford Pro Delta X18 có kìm theo bộ dây để các bác kết nối với âm lìa đẩy nha. Thiết kế của dòng Watford thì nó vuông vức. Nó trong về đồ đẹp thì trên 95% rồi, nên là giờ em đi tháo cái kênh để các bác cùng xem. Bác nào có nhu cầu nhà hướng và muốn sở hữu con súp của Anh Quốc này thì liên hệ cho em. 11 bao ship nha các bác, chiến khoản đủ em vẫn bớt vài trăm cho các bác nha. Vâng, đây là khi em mở cái kênh của em đó, mời các bác cùng xem tiếng loa. Đây có thể mới tin rồi. Các bác sẽ đổ nét này. Siêu lướt nha, còn cả thùng hộp này các bác nào sưu tầm thì alo. Giá 11 triệu nha các bác. À, em đo kích thước của thùng này thì súp này là hậu rất là sâu các bác. Đây. 40 và thùng thì 53 cm nha các bác, cao cũng 53 luôn, 53 và 60 nha, 53 60. Các bác nào về chơi để gia đình và gắn với những âm ly cục đẩy thì liên hệ cho em, giá bao ship là 11 nha các bác.